Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Văn Thể sắp vào lò. Theo thông tin từ nội bộ tuần ra thì ông Nguyễn Văn Thể có thể sắp nối gót ông Nguyễn Thành Phong về Ban Kinh tế Trung ương với chức phó ban. Trước đó, ông Đinh La Thăng cũng từng được điều về Ban Kinh tế Trung ương làm với chức phó ban trước khi vào tù. Theo thông tin được tiết lộ thì ông Nguyễn Thành Phong sẽ nối gót ông Đinh La Thăng vào lò quay do ông Trọng lập ra. Nguyễn Văn Thể, người trước đây suýt bị khởi tố hình sự vì liên quan đến Út Trọng và công ty Yên Khánh. Tuy nhiên, không hiểu tại sao Nguyễn Văn Thể thoát tội. Nếu không thì khi đó, ông Thể có thể vào ngồi cùng tù với ông Đinh La Thăng và đồng nghiệp Nguyễn Hồng Trường. Được biết, truyền thông Việt Nam vào hôm 1 tháng 9 trước đó đã đồng loạt đưa tin về việc ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đã ký nhiều văn bản liên quan đến việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Đến hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể có tin là sắp rời chiếc ghế bộ trưởng. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2020, khi đó, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an Việt Nam đã ban hành kết luận về điều tra vụ án lừa đảo chuyển đặt tài sản, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lợi dụng chức vụ và quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh, tổng công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Kết luận điều tra khi đó, Bộ Giao thông Vận tải dưới thời Bộ trưởng Đinh La Thăng đã có rất nhiều sai phạm khi ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công ty Yên Khánh của ông Đinh Ngọc Hệ là công ty kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính mua quyền thu phí đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Ngoài ra, ông Thăng còn phê chuẩn đề xuất của công ty Yên Khánh làm nhà đầu tư xây dựng để bổ sung hai nút giao thông trên tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm và đề nghị cho công ty Yên Khánh cấn trừ vào số tiền phải thanh toán theo hợp đồng mua quyền thu phí, dẫn đến công ty Yên Khánh tiếp tục không thanh toán đúng theo quy định hưởng lợi. Đây là hình ảnh liệu bút phê của ông Nguyễn Văn Thể có phát tác hay không. Hành vi sai phạm của ông Đinh La Thăng và các đồng phạm đã giúp sức cho công ty của ông Đinh Ngọc Hệ chiếm đoạt số tiền lên tới 725 tỷ đồng. Kết luận điều tra cho hay như vậy. Và khi công ty Yên Khánh không thanh toán tiền chúng đấu giá đúng thời hạn, vi phạm quy chế đấu giá hợp đồng phải bị chấm dứt trước thời hạn, thì ông Đinh La Thăng không chỉ đạo chấm dứt hợp đồng mà còn yêu cầu cấp dưới để doanh nghiệp này từ từ cho trả nợ dần dần. Dù đã được báo cáo về việc công ty Yên Khánh thanh toán không đúng hạn hợp đồng, ông Nguyễn Văn Thể khi đó làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vẫn bút phê 3 văn bản chỉ đạo mà không hề đề nghị chấm dứt trước hạn hợp đồng theo quy định thu quyền thu phí đối với công ty này theo kết luận điều tra chia sẻ. Cũng theo kết luận điều tra, việc ông Nguyễn Văn Thể ký các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Cửu Long và chủ trì kết luận nhiều cuộc họp chỉ đạo lập thủ tục và phê duyệt dự án, ký văn bản gửi Bộ Tài chính kế hoạch thực hiện phương án tài chính và ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất chỉ định công ty Yên Khánh làm nhà đầu tư, ký quyết định phê duyệt đề xuất dự án theo hình thức BOT là thực hiện không đúng theo quy định của pháp luật, hợp thức hóa các nội dung công ty Yên Khánh đề xuất. Đây là hình ảnh có thể ông Nguyễn Văn Thể sẽ giống như Nguyễn Thành Phong. Khi phe cánh đang còn rất mạnh, ông Nguyễn Văn Thể không bị sổ khám, tuy nhiên tội chứng còn đó không thể nào phi tang cho được. Bởi vì những sai phạm đó đã nằm trong hồ sơ điều tra khi ông Đinh La Thăng bị tuyên án, Nguyễn Hồng Trường và Đinh Ngọc Hệ cũng như vậy, thì chỉ cần khui ra là ông Nguyễn Văn Thể sẽ chịu chung số phận với hai người này. Bộ Giao thông Vận tải hiện nay có rất nhiều tiêu cực. Bốt đặt sai chỗ này đặt dưới lòng thời ông Nguyễn Văn Thể và các tiền nhiệm rất nhiều. Không biết thay người rồi những tiêu cực đấy có giảm hay không? Đó là điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang rất lúng túng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin có tin ông Vượng Vin rút chân chuẩn bị bỏ chạy nhưng đã bị túm cổ áo lôi lại. Trong bối cảnh chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đang bị tin đồn cấm xuất cảnh bủa vây và được Bộ Công an ra tay chặn tin đồn thì xảy ra hai luồng ý kiến trái chiều nhau. Phía chính quyền thì một mực bác bỏ chuyện cấm ông Vượng, qua đó gián tiếp cho biết ông Vượng không có ý định bỏ chạy.
Tuy nhiên, ở một luồng dư luận khác thì lại cho rằng ông Vượng đang có ý định chạy nhưng bị chính quyền níu áo không cho chạy. Vậy thực hư ra sao? Luồng ý kiến theo định hướng nhà cầm quyền thì ai cũng rõ. Thời báo chấm đê không cần đào sâu làm gì. Quan trọng là luồng ý kiến còn lại xem ra cũng có cơ sở, chứ không phải là không có. Cũng cần đưa ra để cho khán thính giả biết rõ hơn về nội dung trong hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi quyền lực tha hóa và đang đấu đá như thế nào. Đây là hình ảnh tin đồn này xuất hiện nhiều ngày trước đây. Được biết, ông Vượng Vinh trước nay làm ăn quan hệ với chính phủ rất tốt đẹp dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng lẫn thời ông Nguyễn Xuân Phúc. Tới đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cả lứa chính phủ cũ đi sạch, còn mỗi ông Vũ Đức Đam ngồi lại, mà thực quyền của ông Vũ Đức Đam thì không hề lớn. Hiện nay, theo chúng tôi được biết, chính phủ mới của ông Vượng dường như chưa tìm được tiếng nói chung. Ông Vượng chuyển bớt ít vốn ra nước ngoài có việc mua lại cổ phần VinFast Việt Nam. Chính phủ mới cho rằng ông Phạm Nhật Vượng bất hợp tác và muốn ra tay với ông Vượng để ngăn chặn đà chuyển tiền ra nước ngoài này. Cũng có tin Bộ Công an thực hiện yêu cầu của chính phủ ra lệnh ngừng cấm xuất cảnh với ông Phạm Nhật Vượng, rồi Công an lại tung tin đồn ra ngoài gây náo loạn xã hội. Ông Vượng đành mở két sắt bung tiền nuôi Công an với một khoản tiền chưa được tiết lộ. Tuy nhiên có tin là đến hàng trăm triệu euro. Với lượng tiền như nước bơm gấp như vậy, Bộ Công an liền diễn kịch bắt kẻ tung tin để cứu cho VinGroup và ông Vượng đà lao dốc tài chính. Tuy nhiên, đây chỉ là mới là thỏa thuận chớp nhoáng, chưa là thỏa thuận chặt chẽ lâu dài. Về khía cạnh đầu tư thì hành động của ông Vượng gần đây cho thấy ông muốn rút khỏi dự án ở Cam Ranh để tháo chạy. Đây là dấu hiệu mà giới quan sát đưa ra, không phải là thông tin chính thức từ phía doanh nghiệp hay báo chí nhà nước. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng và quyết định rút khỏi dự án Cam Ranh. Được biết vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, Nguyễn Tuấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra công văn số 1889 thu hồi, hủy bỏ quyết định số 3439 vào ngày 24 tháng 12 năm 2020. Nội dung của quyết định số 3434 là thông báo hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình quyết định thủ trương đầu tư dự án khu đô thị Cam Ranh. Dự án khu đô thị Cam Ranh có tổng diện tích lên tới 11.500 ha, tổng đầu tư dự kiến lên tới gần 21.000 tỷ đồng. Liên doanh nhà đầu tư là công ty cổ phần Vinhomes và là đơn vị duy nhất đáp ứng hồ sơ, năng lực, kinh nghiệm. Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 18 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh vẫn hồ hởi tổ chức lấy ý kiến về đồ án, điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, khu đô thị Vịnh Cam Ranh. Nhưng chỉ 4 ngày sau, tức là ngày 22 tháng 6 năm 2022, liên doanh Vinhomes đã đánh một công văn số 202/2002 xin rút hồ sơ thẩm định. Tức là bỏ chạy mà không có nói lý do bỏ chạy. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa ra đề nghị. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng ra quyết định thu hồi. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2022, chỉ Thanh Niên và báo Việt Nam mới đưa tin về vụ việc. Nhưng rất nhanh chóng, tổng biên tập dường như dưới sức ép của ông Phạm Nhật Vượng đã chỉ đạo cả hai báo này rút bài. Đấy là những gì đang diễn ra phía sau. Vậy nên chuyện Bộ Công an có ý định giam lỏng ông Vượng không phải là không có cơ sở. Sự thật thế nào thì chúng ta phải chờ thêm thời gian thì mới có thể khẳng định những gì người Việt Nam nhìn thấy so với sự thật ẩn đằng sau nó đôi khi khác nhau rất xa. Đây là hình ảnh Công an vừa là lực lượng bảo vệ vừa là lực lượng quản thúc ông Vượng. Hầu hết những thông tin trên báo chí nhà nước là những gì chính quyền muốn cho người dân được biết, chứ chưa chắc là sự thật. Mối quan hệ giữa quyền và tiền trong xã hội Việt Nam rất rắc rối, đặc biệt là thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản. Không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ.